Hello anh em, đây là một cái con máy mà khách sử dụng không đúng nhớt anh em, dẫn đến là dên trái đang thui nè, dên trái đang thui nè, anh em thấy không? Đó, trái đang thui nè. Đạn dắt thì bể luôn nè. Đạn dắt nó bể luôn. Rồi, xài nhớt không đúng. Trái thì nó bị sọc dưa luôn nè anh em. Dắt thì đóng sơ mi. Nó quơ bể cái mâm lửa luôn à, anh em thấy không? Tổng quan một con máy chung cái clip này mình quay lên để mình đăng tải cho anh em coi thôi, để anh em khắc phục cái việc mà sử dụng nhớt cho nó đúng cách, đúng tiêu chuẩn. Nhớt pha thì mình pha cái nhớt hai thì thì nó chuẩn. Nếu mà nhà mình có điều kiện thì mình xài cái loại nhớt này nè, nhớt đỏ này nè. Đó, một cái hộc nhỏ này nè, mình lấy cái nhớt cho anh em coi. Một cái hộc nhỏ này á, anh em pha một hộc này à, và mình pha chỉ là một lít rưỡi xăng thôi nha. Tại cái nhớt này nó cũng không đạt tiêu chuẩn đâu, nó rẻ tiền mà anh em. Mình pha một lít rưỡi xăng thôi, anh em nhớ giùm mình. Còn cái nhớt này là cái nhớt không nên dùng nè anh em. Nhớt này là nhớt để dành cho xe máy chứ không sử dụng cho động cơ hay thì được. Đó, nó 4T là anh em không dùng được nha. Nên quay clip này lên để chia sẻ cho anh em, 4T là mình không dùng được. Anh em sử dụng thì sử dụng nhớt này giùm mình, 2T. Nhiều người lầm cái vụ này lắm rồi nghe anh em. Đây, bên đây là nó để là 5L là 5 lighter, bên đây là 3L là 3 lighter, là không đúng nha. Một học này mình khuyên anh em pha giùm mình 1 lít rưỡi xăng thôi, không nên pha nhiều. Như vậy nó sẽ bảo đảm cái độ nhờn của máy hơn. Rồi, mình quay cái clip này lên để chia sẻ với anh em thôi. Rồi hẹn các anh em vào clip sau, mình sẽ phục hồi con máy này lại. Ok, chào tạm biệt, bye bye anh em.